Vì sao BUA chưa được certify lại và thông báo Gen 25 của ADD có gì mới? Đây video mới của kênh Việt US 1040. Kính mời quý vị cùng theo dõi các tin nóng liên quan đến việc vì sao BUA tới nay vẫn có người chưa được certify lại, khi nào sẽ được xử lý, và thông báo ngày 25 tháng 1 của ADD có gì mới. Sau đây là những nội dung quan trọng mà bạn nên biết. Phần 1. Chia sẻ thông tin liên quan đến BUA. Vì sao tới giờ vẫn có một số người vẫn chưa được certify lại cho thời gian sau 27 tháng 12, khi nào sẽ được cho certify? Trên trang Facebook của ADD có chia sẻ nội dung mới nhất như sau. Tạm dịch là, ADD đã phát hiện ra một vấn đề với lập trình liên quan đến giai đoạn 1 của việc mở rộng chương trình BUA. Trong khi hầu hết những người yêu cầu giai đoạn 1 đã chuyển sang chứng nhận tính đủ điều kiện của họ và nhận các khoản thanh toán, chương trình mới đã không có sẵn các tuần kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 theo yêu cầu BUA. Điều này ảnh hưởng đến một phần nhỏ các nguyên đơn trong giai đoạn 1, khoảng 160.000 nguyên đơn. BUA đang hành động để làm cho những tuần này có sẵn giấy chứng nhận cho những người yêu cầu bồi thường trước thứ Năm 28 tháng 1 năm 2021. Như vậy nên hiểu ra sao? ADD nói rằng có một số lỗi liên quan đến khía cạnh lập trình cho giai đoạn 1 trong việc mở rộng chương trình BUA. Hậu quả là, trong khi hầu hết những người yêu cầu giai đoạn 1 đã chuyển sang chứng nhận tính đủ điều kiện của họ và nhận các khoản thanh toán. Nhưng đồng thời cũng có một số người được như vậy, chương trình mới đã không có sẵn các tuần kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 theo yêu cầu BUA. ADD cho biết họ đang hành động khẩn trương để làm cho những tuần này có sẵn giấy chứng nhận cho những người yêu cầu bồi thường trước thứ Năm 28 tháng 1 năm 2021. Như vậy, những quý vị hay các bạn thuộc BUA hiện chưa certify được cho thời gian sau ngày 27 tháng 12 năm 2020, hãy tạm yên tâm chờ đợi, vì ADD đã nói họ sẽ giải quyết sự việc trước thứ Năm 28 tháng 1 năm 2021. Nói là trước 28 tháng 1 nhưng các bạn chịu khó theo dõi trên BUA Online từ 28 tháng 1 về sau thường xuyên xem thế nào. Hy vọng là các trường BUA và cả BUA chưa được certify sau ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến nay, sẽ sớm được mở cho certify lại và nhận được các khoản thanh toán như mong đợi. Phần 2. Chia sẻ thông tin liên quan đến thông báo ngày 25 tháng 1 năm 2021 của ADD Cali. Ngày 25 tháng 1 năm 2021, ADD có thông báo với tiêu đề là ADD cung cấp thông tin cập nhật về trợ cấp thất nghiệp, nỗ lực phòng chống gian lận. Sau đây là các nội dung chính có liên quan như sau. Bộ Phát triển Việc làm California ADD đã cung cấp thông tin cập nhật về nỗ lực của Bộ để nhận trợ cấp thất nghiệp cho những người dân Cali đang gặp khó khăn trong khi ngăn chặn hành vi gian lận trong hệ thống thất nghiệp. ADD cho biết từ tháng 3 năm 2020 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021, ADD đã xử lý 19,5 triệu đơn yêu cầu và trả 114 tỷ đô la tiền trợ cấp thất nghiệp. ADD xác nhận rằng 9,7% các khoản thanh toán đã được thực hiện cho các khiếu nại gian lận. Bên cạnh đó, ADD cũng xác định rằng có tới 17% bổ sung thanh toán được thực hiện trong thời gian này đã được thực hiện cho các khiếu nại có khả năng gian lận. ADD ước tính rằng các biện pháp sàng lọc gian lận hiện có của Bộ và các biện pháp bảo vệ an ninh mới được áp dụng vào mùa thu năm ngoái đã ngăn chặn khoản thanh toán lên tới 60 tỷ đô la cho các khiếu nại gian lận. Cali đã xử lý số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp kỷ lục vào năm 2020, chủ yếu do đại dịch COVID-19 gây ra. Hoạt động tràn ngập này tạo cơ hội cho những tên trộm. Giống như nhiều bang khác, Cali đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi gian lận từ các tổ chức tội phạm quốc tế và quốc gia, đặc biệt là nhắm vào chương trình hỗ trợ thất nghiệp đại dịch, BUA của liên bang. ADD cũng cho biết rằng trên toàn quốc 35% đơn xin thất nghiệp là gian lận, theo IDB, theo Bộ Lao động Hoa Kỳ. Chương trình BUA đặc biệt dễ bị lừa đảo vì nó không yêu cầu xác minh thu nhập hoặc việc làm trước và cho phép người yêu cầu lùi ngày yêu cầu của họ đến tháng 2. ADD ước tính rằng khoảng 95% các khoản thanh toán gian lận đã biết ở California được thực hiện cho các yêu cầu bồi thường của BUA. 5% còn lại được liên kết với chương trình bảo hiểm thất nghiệp, ưu hiện có của California. Để so sánh, vào năm 2019, gian lận chiếm khoảng 6% tổng số tiền thanh toán bảo hiểm thất nghiệp của Cali. Gian lận nhắm vào các chương trình hỗ trợ thất nghiệp đại dịch là một vấn đề quốc gia, cuộc khủng hoảng vượt qua bất kỳ tiểu bang nào. Cali là một trong năm tiểu bang đầu tiên triển khai IDB để ngăn chặn tình trạng gian lận lớn mà hệ thống thất nghiệp đang gặp phải.
Hiện nay, 21 tiểu bang đang hoạt động với IDMD hoặc đang trong giai đoạn triển khai cuối cùng. Cali đã nhanh chóng hành động để ngăn chặn hàng chục tỷ đơn kiện gian lận bổ sung. Hiện tại, IDMD đang chặn khoảng 1 tỷ đô la gian lận mỗi tuần trên các tiểu bang mà chúng tôi phục vụ. Tỷ lệ gian lận đối với các yêu cầu mới là ít nhất 35% và gấp hơn 10 lần những gì chúng tôi thấy tại các cơ quan liên bang. Cali được khen ngợi vì cũng tiến hành sớm để sàng lọc các yêu cầu có rủi ro cao được nộp trước khi IDMD được giới thiệu, ngăn ngừa tổn thất thêm cho người nộp thuế. Vào tháng 7 năm 2020, Thống đốc Newsom đã công bố một loạt các hành động nhằm phục vụ tốt hơn cho những người dân Cali bị mất việc làm trong đại dịch COVID-19. Thống đốc đã thành lập một nhóm đình công của Cục Phát triển Việc làm và khởi động một trọng tâm mới vào việc xử lý các khiếu nại chưa trả. Thống đốc cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm do Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Cali và các cơ quan thực thi pháp luật dẫn đầu để điều tra gian lận và truy tố tội phạm. Vào tháng 10, ADD đã thiết lập các biện pháp an toàn để xác minh danh tính của người xác nhận quyền sở hữu thông qua chương trình IDMD để giúp xử lý khiếu nại hiệu quả hơn đồng thời tăng khả năng phát hiện gian lận. ADD cũng mở rộng hợp đồng với công ty bảo mật Thomson Reuters để cung cấp cho ADD các phương pháp hay nhất trong ngành để xác định gian lận.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.